mỗi người người là đang coi mà phải bấm mâu lại bấm cái đèn cảm ơn mọi người. Cả nhà mình nãy giờ xem chưa ạ? Xem rồi. Xem rồi. Tới lúc nào rồi em? Cảnh này nè. Dạ, con ba. Dạ, mẹ đây nữa. À, mới vô gia đình anh con nha hả? Mới là mẹ của trường này. Chị ra đi, em ngồi có ghế ngồi mà. Chào cả nhà, em là Tài Phú Đồng Vai Huy, đây là hai mẹ em ạ. Lý Hải có tham gia một chai nhỏ là ba dẹo à. Em là Lê Thu trong vai thi vợ của Sáu Tâm ạ. Cả nhà ơi. Cả nhà ơi. Em là Linh Barbie và vai của em trong phim lần này là vai A Tí. Dạ A Tí là y tá ở trong bệnh viện. À, chào bà con Sóc Trăng, mình là phóng lục viên Giang Tư Hảo. Và đây là nhà sản xuất Minh Hà. Xin chào cả nhà. À, và đây là mấy em gái của Tư Hậu Nam Thảo. À, cái cô Hồng nó đem cái vấn đề nãy nó dẫn vào. Bây giờ nó nói được rồi, nó là đại gia Bảo Lộc mà. Đại gia được. Họ biết gia đình mình đang xem tới khúc nào nè. Mới vô dương hả? Mới vô phim mà. Mới vô phim mà. Rồi bây giờ mình chơi game ha. Mà mình sẽ đố những câu hỏi từ cái chỗ mà rớt với chương đổ về trước thôi nha. Rồi xin mời em đi cho con câu hỏi rất là đơn giản, rất là dễ ạ. Nhà bà hai ở đâu, huyện nào và tỉnh nào à? Bảo Lộc, ở Bảo Lộc. Ở huyện Long Lanh, Lâm Đồng, Đà Lạt. Ở đâu? Ở Lâm Lanh. Huyện Lạc Dương, Lâm Đồng. Huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Rồi anh xin phép gửi tặng một cái bếp từ một video riêng nha. Cái câu cho em. Rồi cảm ơn mọi người đã cho em biết là bà hai thích chồng hoa gì ạ? Em chị ơi. Dạ đúng rồi. Cả nhà ơi, cho cái hậu hỏi nha. Cái phân đoạn mà má hai đi ra thăm nhà của thầy cô thì từ sân bay ra ai là người đẩy má hai đi? Ai đẩy ạ? Anh xin mời em áo đen. Dân chiến gì? Hay quá em ơi. Cả nhà ơi, cả nhà cho em hỏi là chị Mai mua chứng khoán bao nhiêu tiền ạ?
giờ cả nhà cho em tiếp được mặt phải xin một tấm hình làm kỷ niệm với được không ạ? À? Cảm ơn ạ. À.